Thanh Tuấn xin kính chào quý vị và cô bác anh chị. Thì hôm nay Thanh Tuấn cũng xin giới thiệu đến cô bác anh chị mình một loại dừa kiển bonsai sim xanh lá chẻ. Thì cái loại này là lá chẻ quý vị. Đây, cây dừa nó già cây như thế này, cái gốc nó to. Thì cái lá nó chẻ như thế này thì nó chứng tỏ là nó đã già cây. Cây nó đã già, già thì lá nó mới chẻ. Thì quý vị cô bác thấy đây là một cái dừa sim xanh, lá nó chẻ rất là đẹp. Đó. Rất đẹp vậy. Thì bonsai lá chẻ thì cây già thì nó mấy lá nó mới chẻ quý vị. Đó. Thì quý vị thấy mỗi một cây dừa nó có một dáng đẹp khác nhau. Một loại dừa bonsai nó cũng có một cái kiểu đẹp khác nhau. Người thì thích lá không chẻ, lá úp. Người thích lá lùng, người thích dạng mini, người thích lá chẻ. Thì cái loại lá chẻ này thì nó già nó mới chẻ thì quý vị thấy nó cũng rất là nhiều loại để theo ý thích của mọi người. Đó, thì một người chín người 10 ý. Thì cho nên nó người thích lá chẻ, người thích lá bầu, người thích lá tròn, người thích lá không chẻ. Thì Thanh Tuấn cũng xin giới thiệu đầy đủ hết tất cả cho quý vị. Đây là một cái dừa bonsai lá chẻ. Thì quý vị thấy ha, đây là cây dừa sim xanh lá chẻ. Rất là đẹp. Đó, rễ cũng rất là nhiều. Quý vị thấy không? Đó, nhiều rễ đây mà nó chịu cái trái dừa. Cái gáo dừa nó nằm hỏng dưới cái mặt đất chứ nó không có đụng lý đất như quý vị. Nó chỉ chịu có mấy cái rễ này thôi mà chịu nguyên một cái thân cây với nguyên tàn lá này. Thì anh tự sửa đây cũng đã vô chậu sẵn như thế này. Thì quý vị thấy đó. Thì nếu có chú anh chị mình thì thích thì liên hệ kênh Chi Cuộc Sống, thì Thanh Tuấn sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị mình để mua những cái dừa bonsai như thế này. Mình về mình chơi, mình trưng mình trước cửa, trước sân, trong nhà, ngoài ngõ thì rất là đẹp. Thì với cái Tết năm nay thì anh Minh Tự, anh chia sẻ, anh Tà Sữa, thì anh Minh Tự cùng anh mà Tà Sữa cùng anh thì anh cũng đã làm ra những cái tác phẩm dừa kiển bonsai như thế này thì để đáp ứng cái thị trường và phục vụ cho các anh chị mình gần xa để chơi Tết và trưng Tết. Thì quý vị các anh chị mình nhìn nhé, đây là một cây lá chẻ rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Thì kế tiếp thì Thanh Tuấn cùng giới thiệu đến cô chú anh chị mình tiếp theo sau đây là cũng một là cây lá chẻ luôn. Đó, cũng là dừa sim xanh lá chẻ, cũng rất là già cây. Thì các cô chú anh chị thấy nè, cái thân của nó, cái thân cũng rất là to. Đó, thì anh cũng đã vô chậu sẵn rồi. Đó, thì quý vị thấy đó, lá chẻ rất là đẹp ha. Cái này là chẻ tự nhiên nha quý vị. Cái dừa nó già nó mới chẻ chứ mình không phải là mình xé cái tàu nó ra nha. Nếu mình xé là nó sẽ có thẹo găng 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 ra đây hết. Cái này là tự nó chẻ, cái lá nó già, cây già nó chẻ chứ mình không xé nó được. Là xé là nó bị hư lá đó quý vị. Thì đây là cái dừa sim xanh. Nó cũng ra được nhiều tàu rồi, 2 4 6 7 tàu. Đi thêm một đợt. Đó thì quý vị thấy. Đó. Thì cũng rất là ok, cũng rất là đẹp. Thì quý vị thấy ha. Đó. Với một cái loại hình nghệ thuật bonsai lá chẻ như thế này làm cái dừa, nếu mà được cái dừa mà bonsai lá chẻ như vậy thì nó cũng rất là nhiều năm. Nó nhiều năm nó già cây, nó mấy lá nó mới chẻ nha quý vị. Chứ cái dừa còn non thì cái lá nó không chẻ. Thì những cái lá mà còn úp á, úp với lại lá không chẻ là cái dừa nó còn non, nó chưa có được già. Đó, thì cũng là bonsai nhưng mà người thì thích cái lá cái dừa còn non, người thích cái dừa già. Thì cái dừa càng già nó càng có giá trị, là cái giá trị cái chỗ nó lâu năm. Nó lâu năm thì nó già, cái cây nó bự, cái to, cái thân nó to, cái lá nó chẻ. Thì cái dừa đó là cái dừa lâu năm, cái dừa già tuổi. Thì quý vị thấy, còn cái dừa mà nó lá nó chưa chẻ, nó còn úp á, cái dừa đó thì nó chưa được lâu. Nó cũng là bonsai, thì mình chơi nó cũng đẹp, rất là ok. Nhưng mà người thì ý dài, người ý khác. Đó, thì quý vị nhìn thấy đây, cây này lá chẻ rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Thì đây, thì quý vị thấy cái đây là cây dừa sim đỏ. Đó, cái dừa sim đỏ cái lá nó cũng chẻ rồi, nó chẻ cũng được mấy lá thôi quý vị. Thì nó cũng chuẩn bị nó chẻ tuần lần hết. Để tại vì nó già nên nó sẽ chẻ lá. Cây đây là tự nó chẻ nha quý vị, không xé nha, xé lá là sẽ bị hư. Đó, cây này giờ là cũng được 6 tàu một đợt. Đó, này bộ rễ cũng rất là ok.
đó, quý vị thấy bộ ghế rất là an toàn ha, đó anh cũng đã vô chào sẵn. Còn nếu quý vị cô bác gần xa thì cô bác anh chị mình nếu mà thích cái chậu này thì để chậu này, còn không thích thì mình dùm sang một cái chậu đẹp, chậu sành đó, mình vẫn sang qua được hết, mình lấy ra mình sang qua cái chậu khác mình chơi bình thường, mình để mình trưng trên bàn đó, hay là mình trưng ở trước cửa nhà, hay là trước sân nhà, hay là dưới nhà cầu thang thì cũng rất là ok, rất là đẹp. Thì đối với cái điều kiện bonsai này nếu Tết mình trưng là rất là có ý nghĩa quý vị đó. Thì quý vị thấy anh làm cũng rất là tỉ mỉ, anh gọt bẹ, anh làm gọt sơ gọt bẹ hết rồi, không còn bẹ không còn sơ nữa, thì bây giờ nó lòi giáo như thế này, nó lòi rễ như thế này thì rất là đẹp đó. Thì quý vị cứ an tâm mà mua cái loại dừa kiện muốn sang nhà thực này về chơi, thì quý vị cứ chơi bình thường thì mình cũng vẫn tưới nước nó bình thường, về sau nó sống, chứ mình cũng phải là cần phải chăm sóc nó gì quá bận rộn ha, quá nhiều hay là cực thì chứ không có. Cứ hạ lá nó bị già, lá nó già thì quý vị cắt bỏ lá đó thì nó ra lá khác thôi, đơn giản thôi, cứ hạ già lá cắt bỏ lá thì cái dừa nó càng già nó càng có giá trị, mà cái gốc nó càng to thì cái giá trị nó càng cao đó. Thì quý vị thấy cái dừa này nó cũng rất là già cho nên cái gốc nó to đó, lá nó trẻ thì cái dừa này nó già rồi, nó đã già tuổi rồi nhưng mà cái lá nó vẫn còn ngắn như thế này, thì vì thế nó mới là cây kiểng, mới là cây dừa kiểng bonsai đó, quý vị thấy ha, rất là ok, rất là đẹp đó, quý vị nhìn thấy rất là tuyệt vời ha. Đây, cây sim xanh này rất là mập luôn. Ồ, cây sim xanh này mập quá. Cây sim xanh này thì tàu cũng mập, lá cũng mập, cái cây cũng mập. Nói chung là cây này là mập ụ luôn. Cây sim xanh này mập quý vị. Nhìn cái cây đề đạn cây rất là đẹp luôn. Cái lá đẹp, cái lá nó mập. Cái tàu mập luôn, cái bẹ nó cũng mập. Mà cái thân cũng mập luôn quý vị. Đó. Thì quý vị thấy đây. Rễ nguyên thủy của nó như thế này thì nó ăn xuống đây nó chịu đây, nó chịu cái gáo này, cái gáo không hề đụng đất, nó chịu cái thân cái tàu, thì quý vị thấy đây đó, rất là nghệ thuật ha, rất là đẹp đó. Thì đối với một cái bàn tay mà làm được cái cây dừa như vậy thì cũng không đơn giản, cũng là khá là vất vả, nhưng mà đối với người biết làm thì mới làm được, còn không biết thì làm nó cũng bị hư đó. Thì quý vị thấy như vậy thì cái tàu nó già thì mình cắt tàu bỏ thôi đó, mình để mình chơi mãi mãi, chơi hoài hoài thì năm này qua tháng nọ, chứ mình chứ không phải là mình chơi cái mùa Tết này, không phải là mình chơi chỉ mấy ngày Tết rồi mình bỏ mình nó hư hay gì, không có. Quý vị, cái này là mình loại dừa kiển này mình xài mình chơi là không có hề có phân thuốc gì hết, nó chỉ sống tự nhiên với cái phần như thế này, là sống tự nhiên với là trấu với mụn dừa, nó chỉ đơn giản như thôi, là mình tưới nước nó sống thôi, chứ không phải là cần phải là mình bón phân hay xịt thuốc này kia là không có đó, không cái thích không gì nha quý vị đó, rất là đẹp luôn. Thì quý vị cứ an tâm đến với cái dừa kiện của anh Tà Sữa đây, thì anh phục vụ cho các cô chú anh chị mình ở gần xa, nếu đến được thì đến tận nhà lựa, còn nếu ở xa thì anh dẫn ship. Thì cô chú anh chị mình ở gần xa nếu thích về môn nghệ thuật dừa kiện bonsai này thì tham khảo liên hệ với các Thanh Chơi Sông Sống, thì Thanh Tuấn sẽ giới thiệu đến với anh Tài Sữa, thì anh ship đến tận nhà cho các cô chú anh chị mình gần xa để có những cái dừa đẹp, cái dừa thích hợp yêu thích, mình đem về mình chơi mình trưng Tết, rồi mình chơi mình để trưng ở trước sân hay là cửa nhà hay là phòng khách hay dưới nhà cầu thang, mình để một hai cây dừa thì mình nhìn cái nhà nó thoáng nó mát, vì có ánh có cái màu xanh của cây nó rất là tự nhiên, nó rất là đẹp. Thì quý vị thấy nếu mà Tết thì ở nhà mình trưng một cây dừa vậy thì nó rất là ý nghĩa. Rồi một cành mai vàng thì mai đó, dừa thì dừa cầu dừa đủ xài, mắm ngũ quả là cầu dừa đủ xài, thì mình trưng một cây dừa nữa thì nó rất là đầy đủ, nó rất là ok với cái, nó có ý nghĩa với cái mùa Tết đó. Rồi xong Tết cái mình đem ra trước sân đó, mình trưng mình chơi trước sân, rồi tới tới năm sau mình đem vô mình chuyện ta trong nhà tiếp, thì nó chơi chơi hoài, hoài hoài mãi mãi, sao không có nói là mình chơi chỉ mùa Tết rồi nó hư mình bỏ thôi gì không có, thì rất là đẹp. Thì mong cô chú anh chị gần xa nếu mà
yêu thích cái loại môn vừa kiện nghệ thuật này thì ủng hộ kênh Chia Sẻ Cuộc Sống, cho Thanh Tuấn like, share và chia sẻ để kênh càng ngày càng phát triển hơn. Đó thì Thanh Tuấn cũng mong như vậy, để Thanh Tuấn có động lực chia sẻ những cái clip video vừa kiện như thế này đẹp đến mọi nhà mọi người và đến với tất cả các cô chú anh chị mình gần xa, để có những cái dừa chơi đẹp chân đẹp. Tiếp theo tới đây thì cây này cũng là cây dừa xin đỏ, thì nó cũng lá cũng trẻ thôi quý vị, nó cũng trẻ, sắp trẻ rồi, cũng gần hết rồi đây. Thì quý vị thấy tàu rất là đẹp, đây là nó cũng là 2, 4, 6 bảy tàu rồi quý vị, bảy tàu với thêm một cái cầu bắp ở trong đó, thì cái dừa này ra tàu rất nhiều rồi, lá cũng tự trẻ quý vị, chứ mình không xé nha, nếu mà mình xé là cái tàu nó bị thẹo, nó bị nám nám hết, nó không đẹp. Để tự nó trẻ, vì cái dừa già thì tự nó trẻ quý vị. Thì cây này cũng rất là mập, đây rất là đầy đạm, quý vị thấy cái dừa này rất là mập luôn, đây mẹ tàu đồ rất là đầy đạm, rất là mập luôn đó. Thì rễ là cũng là rễ nguyên thủy, thì quý vị thấy ha, rất là ok không đó. Thì đối với cái dừa này thì quý vị chơi mình chưng mình chơi đẹp, thì quý vị thấy cái dừa kiện bonsai này thì đối với mọi người thì ai cũng yêu thích đó, nó vừa đẹp, nó vừa gọn, nó vừa có ý nghĩa trong nhà, trong sân mình chưng trong nhà, trong bàn trà thì rất là đẹp. Thì với cái mùa Tết đó thì quý vị thấy từ một cái trái dừa khô bình thường, đây một cái dừa khô bình thường nha quý vị, cái dừa mình uống nước á, nhưng mà nó khô để ươm làm nên cái dừa kiện này, chứ không phải là nó là dừa kiện bonsai mình làm một cái loại dừa gì, không phải, cái dừa bình thường của mình thôi đó, cái dừa bình thường của mình thôi, nhưng mà đem về mình ươm mình làm nên một cây dừa kiện bonsai chơi đẹp để phục vụ cho cô bác anh chị gần xa đó. Thì cô bác anh chị thấy ha, tàu rất là đẹp luôn, tàu nó mập, nó ú luôn rồi, cây mập. Bởi vì cô bác anh chị thấy ha, đây thân cây rất là mập, tàu rất là đẹp luôn quý vị. Đây quý vị thấy ha, rất là ok quý vị thấy ha, đẹp, rất là đẹp. Thì đến đây thì Thanh Tuấn cùng xin kết thúc cái video, và cùng Thanh Tuấn cùng mong các cô chú anh chị mình xem được cái video này ủng hộ kênh Chia Sẻ Cuộc Sống với một cái like và một share, và để ủng hộ kênh Chia Sẻ Cuộc Sống để Thanh Tuấn càng ngày càng có động lực thêm để giới thiệu đến các cô chú anh chị mình nhiều loại dừa kiện bonsai đẹp để phục vụ cho các anh chị mình gần xa. Và Thanh Tuấn cũng không quên chúc cô chú anh chị mình mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài. Và Thanh Tuấn cũng xin chân thành cảm ơn đến các cô chú anh chị mình gần xa quan tâm đến kênh Chia Sẻ Cuộc Sống và ủng hộ Thanh Tuấn. Thì Thanh Tuấn cũng xin chân thành cảm ơn, và hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn gần xa video sau, và xin chân thành kính chào tạm biệt.